Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland, và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264, để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Cảm ơn quý vị đã trở lại với phần 2 của The Dr. Kimberly Show. Kính chào Trung Tấn. Dạ, chào chị. Trở lại, hồi nãy mình đang nói về sự giống nhau giữa cái men răng giống với cái làn da skin. Dạ. Khi mà cái làn da hay là men răng mà bị bào mòn hay là bị tổn thương thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái nhiệt độ như bên ngoài. Thì đối với bé Shelly này thì như thế nào chị? Thì bây giờ bé Shelly đã bị giống như là strip off of cái men răng, giống như là bây giờ nó cái protective layer nó đã bị mất rồi. Thì với cái protective layer đó thì nó sẽ đi những cái độ ẩm cho làn da, tại da nào nó cũng cần có độ ẩm. Da dầu cũng cần có. Mình đang nói đây là nếu mà không có cái độ ẩm đó thì làn da mình nó sẽ bị nứt. Giống như cái giống như là sa mạc vậy đó, thành ra làn da của mình nó sẽ bị ngứa, bị khô, khó chịu. Thì cô bé này cũng khó chịu lắm, tại cô nói khô quá cũng không tốt cho làn da, mà nhờn quá thì mang lại mụn. Đó, thì khi mình chữa bằng thuốc á, cái sự balance giữa nhờn với khô nó không có. It's all or none, tức như là một là có thật nhiều chất nhờn, hai là không có chút nào hết. Thì trường hợp của cô ta đó, những người mà trong cái tình trạng như vậy đó, giống như mất đi cái men răng đó, thì cái làn da đó nó vừa khô chỗ đó mà nó cũng vừa nhờn. Đó, nó vừa khô mà vừa nhờn cũng một chỗ đó. Thì ví dụ mình có một loại da khô, đó cũng là loại da thì cái đó bình thường. Mình có loại da hỗn hợp, nghĩa là chỗ nhờn, chỗ khô thì cái đó cũng normal. Nhưng mà nó không normal, không có bình thường khi mình có làn da nhờn mà cũng cái chỗ đó cũng khô luôn. Đó, thì Dr. Trung Thắng thấy nó very similar với răng. Và nó rất là interesting. Thì cái trường hợp của bé Shelly này, thì khi mà Dr. Kimberly gặp bé Shelly thì nói chung là bé Shelly và mẹ cũng phải nói là tới cái giai đoạn là desperate rồi. Đúng vậy. là tuyệt vọng lắm rồi. Dạ. Mới gặp Dr. Kimberly. Thì người mẹ, Kimberly còn nhớ rõ là người mẹ nói là thôi mẹ rất là bận, nhưng mà biết rằng người con nôn muốn chữa làn da của mình, mà trong gia đình đó thì cô ta có ba người anh. Có một mình cô ta là con gái thôi. Thành ra người mẹ rất là lo. Và có nói với cổ là thôi, con đi đến để tham khảo đi. Xong rồi Kimberly còn nhớ là hôm đó là cổ tham khảo xong rồi cổ đưa phone để mà nói chuyện với người mẹ. Thành ra sau khi nói chuyện xong rồi thì cô ta nói là bắt tay vào việc liền lập tức cho con gái có làn da càng sớm hồi phục càng tốt. Thì làn da này sau khi qua cái chương trình mà mình sẽ có cái hình after trên màn hình để mời quý vị xem, thì thấy rằng cái làn da này nó bắt đầu hồi phục lại. Nếu mình hiểu nhiều về làn da, và tại mình chuyên về thẩm mỹ da, mình biết rằng thuốc nó sẽ hại da hơn là nó giúp cho làn da. Bởi vậy cái chương trình phương pháp Apogee nó khác những cái chương trình khác, hay là những nó không phải là thuốc. Tại vì qua cái sự hiểu biết và nghiên cứu của Kimberly đó, thì mình biết rằng mình phải mang lại cái sự quân bình giữa nhờn với khô để cho làn da này mau lành. Và mình biết rằng nếu mình dùng thuốc thì nó sẽ kích thích tuyến dầu. Mình làm cách nào để mình không kích thích tuyến dầu, để không mang lại thêm chất dầu cho bé. Thì mình dùng qua cái phương pháp Apogee, đó nó sẽ mang lại sự quân bình với cái oil control, và mình làm sạch chân lông với cái pore refining. Và những cái sản phẩm nó không thể nào nó lấy đi cái men răng nữa, tại vì bây giờ cái làn da nó đã quá sensitive rồi. Bây giờ mình không được dùng những cái gì mà có thể làm cho nó bị tổn thương thêm nữa. Dạ, cũng giống như những cái khía cạnh khác, hay là những cái field khác của medical, là về y tế y khoa. Đó là khi mà chúng ta thấy là bắt đầu nó tổn thương rồi, ví dụ như về skin bắt đầu tổn thương là chúng ta phải chữa trị càng sớm càng tốt, không Dr. Kimberly? Không nên chờ quá trễ thì cái sự hồi phục đó sẽ là khó khăn hơn. Dạ, thì cảm ơn Dr. Trung Tấn đã nêu ra, là tại vì đôi khi các em với lại những quý vị nào mà đã bị
tình trạng như thế này đó, họ dùng thuốc rồi đó một thời gian khoảng 10 năm cho đến 15 năm họ mới bắt đầu thấy hậu quả. Kết quả thì cũng không thấy đâu hết, tại vì kết quả là họ hốt, họ muốn bớt mụn hay là dứt mụn, nhưng mà rốt cuộc dứt mụn cũng không dứt, mà lại mang thêm một cái vấn đề nữa, đó là làn da bị tổn thương gây ra nám. Tại vì làn da Á Đông á, khi làn da bị hư nó tiết ra cái chất nám, thì đó gọi là nám trong da. Đó, thành ra đến 15 năm sau có thể cô này mới phát giác là cái hành động của cô ta đã mang lại nám. Thành ra cái đó là có những cái chương trình mà Kimberly có nói rất nhiều là về cái reaction của làn da cho mỗi một cái action của mình, cái hành động của mình nó mang lại kết quả hoặc là hậu quả. Trường hợp này thì mang lại hậu quả. Thì khi làn da giống như hàm răng vậy đó, nếu mà mình không biết hay là mình dùng cái gì mạnh quá, giống như là mình biết là dạo này người ta hay dùng thuốc tẩy răng, bởi vậy khi nào mình nghĩ đến làm trắng răng hay cái gì đó, mình cũng sợ, mình hồi hộp, mình không dám mua những cái sản phẩm mà tẩy nhanh, có phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Cái gì nhanh mình cũng sợ, mình không biết là tốt hay không, nhưng mà mình biết rõ là nhiều trường hợp của răng bị mất đi men răng rồi nó cũng đi đến cái tình trạng là răng bị tổn thương, phải không ạ? Dạ, dạ. Cũng giống như là hay là đánh răng mạnh quá đó. Ví dụ nhất là cái bàn chải, tôi thấy bàn chải điện bán rất là nhiều. Mà bàn chải điện thì nó càng mạnh người ta nghĩ là càng tốt, cho nên mà càng đánh nhiều thì càng bị khuyết vào cái chân răng, càng bị làm tổn thương cái núm răng. Cho nên cái đó những cái điều cũng cần phải chú ý, giống như là những cái sản phẩm của skin care là bán rất là nhiều, nghĩ là nhiều khi nó rất là nổi tiếng nhưng mà chưa chắc nó có công dụng, bởi vì nó nhiều khi nó mang tính chất thương mại nhiều hơn là cái vấn đề y khoa. Dạ thưa, đúng vậy, nhiều người họ muốn nhanh, tại vì một khi mình đã có một cái bệnh rồi thì mình muốn chữa ngay lập tức, nhưng mà có nhiều khi cơ thể mình không cho phép, và đôi khi mình nghĩ nó đơn giản như là mình tẩy đi thì nó đi thôi, nhưng mà có nhiều sự phản ứng do cơ thể của mình nó có những cái defense mechanism đã build in sẵn rồi mà mình không ngờ. Thành ra Kimberly nghĩ rằng đây là những cái ví dụ mà mình thấy thực tế nhất, giống như đánh răng, giống như là làn da thì nó cũng có những cái bàn chải, mà nếu mà làn da như cô Shelly này mà dùng những bàn chải như vậy thì chắc chắn là sẽ bị tổn thương thêm nữa. Rất tiếc chúng ta đã hết giờ thưa quý vị, và cảm ơn Dr. Trung Tấn đã join ngày hôm nay The Dr. Kimberly Show, và chắc chắn sẽ gặp Dr. Trung Tấn lại trong chương trình kỳ tới nữa. Và Kimberly xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Trung Tấn xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và xin cảm ơn Dr. Kimberly đã có nhã ý mời Trung Tấn đến đây, và hẹn gặp lại quý vị vào lần sau trong chương trình Dr. Kimberly Show. Vi Lan xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Ngày hôm nay Vi Lan có một sản phẩm rất là đặc biệt để giới thiệu đến quý vị, đó là loại kem thoa cổ với chương trình promotion. Nhưng mà Vi Lan xin được giới thiệu trước đã. Loại kem thoa cổ tức là Neck and Decollete Cream rất cần thiết cho phụ nữ chúng ta, nhất là khi quý vị bước qua số tuổi 40. Nếu quý vị không thoa kem đó, thì quý vị sẽ bị nhìn thấy rõ cái cổ của quý vị, nó nhăn giống như cái cổ con gà Tây. Nếu vừa rồi trong dịp lễ Thanksgiving mà quý vị có ăn gà Tây thì quý vị để ý rồi, cổ của con gà Tây nó vừa nhăn vừa chảy xệ thưa quý vị. Và đó là lý do tại sao thường là chúng ta hay thoa kem lo cái phần mắt với lại mặt, mà chúng ta không để ý tới cổ. Cổ, neck và décolleté tức là cái phần ở giữa cổ và ngực rất quan trọng, tại vì nơi đó nó sẽ cho người ta biết cái số tuổi của quý vị. Và bác sĩ Kimberly thường nói sau 40 là chúng ta nên bắt đầu dùng Neck and Décolleté Cream. Nhưng mà thưa quý vị, dùng càng sớm càng tốt, tại vì chúng ta tạo ra một cái thói quen. Và thưa quý vị, ngày hôm nay rất đặc biệt, promotion mua 1 tặng 1, quý vị mua 1 hũ Neck and Décolleté Cream, quý vị sẽ có thêm 1 hũ nữa với cái giá chỉ có 80 đồng. 80 đồng được tới 2 hũ. Thưa quý vị, với cái giá 80 đồng quý vị có thể sử dụng được tới 6 tháng, tại vì 1 hũ có thể xài từ 2 cho đến 3 tháng, mỗi tối thoa nhẹ một lần trước khi đi ngủ quý vị nhé. Xin quý vị gọi mau với chương trình promotion đặc biệt trong ngày hôm nay, đó là 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland,
và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta. Xin gọi ngay 1888 đẹp sàng, tức là 1888-337-7264 để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Justin được làm việc và dạy nhảy cho rất nhiều các em nhỏ. Một điều mà Justin thấy quý nhất mà đem tới thành công cho mấy các em là sự tự tin. Nếu quý vị và con em có mụn ở bất cứ tuổi nào, quý vị hãy tìm mua Apple J Clear Skin, bí quyết thành công của Justin. Ba món này sẽ mang lại tự tin và thành công trong tất cả mọi việc. Khi chữa mụn bằng phương pháp Apogee, quý vị sẽ được chữa tận gốc không như thuốc. Phương pháp Apogee sẽ không làm hại, không bào mòn làn da của con em quý vị. Làn da sẽ không bị khô, khó chịu, đỏ và nhạy cảm như những sản phẩm khác. Apogee Clear Skin có thể giúp quý vị chữa mụn tận gốc và chữa luôn những vết thâm, vết đỏ của thuốc hay hóa chất để lại. Nên chữa sớm để giúp thẹo và nám. Đừng để con em quý vị mất tự tin vì có mụn. Sự tự tin sẽ mang lại sức mạnh cho mỗi học sinh để đạt được điểm cao và thành công hơn trong mỗi lĩnh vực. Tuổi nào cũng có thể bị mụn. Nếu các em có mụn ở tuổi dậy thì hoặc là mụn người lớn, hãy dùng Apogee Clear Skin ngay để có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Hi, em tên là Frank. Em có mụn khoảng lúc 12-13 tuổi. Thì em hay đi ra mấy cái chợ Walgreens với Walmart mua mấy cái kem over the counter để dùng cho cái mặt á. Với mấy cái kem này nó làm cho cái da mình khô lắm, với mình hồi mình không có dùng nữa thì cái da mình có mụn lên lại. Với phương pháp Apogee em được chữa mụn tận gốc. Hãy gọi ngay hôm nay để mua phương pháp Apogee, 3 món giá trị 90 đồng. Cho nước rửa Formlinser sẽ giúp làm sạch làn da cuối ngày. Oil Control sẽ giúp 3 lần chất dầu nhưng không làm khô da. For Refining Balm sẽ làm sạch chân lông để diệt mụn cám. 100 người đầu tiên sẽ được tặng một máy facial làm sạch da và một hũ Ocean mất mát để đắp mặt nạ vào mỗi buổi tối. Gọi ngay 1888 337 7264.